đi. Có chưa? Có chỗ không? Chỗ vừa ra chưa? Đi rock your body. Bây giờ đi ăn bánh bánh hỏi. Ở đâu? Thư ký, mở xe lên. Ow. Thấy chưa? Anh cao quá. Có để xe bên này đâu ạ? Bánh hỏi cháo lòng. Wow. Hai bánh hỏi quay không? Cho em một hỏi lòng, một hỏi heo quay nhé. Một lòng quay. Em muốn ăn nước đậu không? Cho em một nước dừa này nhé. Một ạ. Đây, bánh hỏi lòng heo. Đây là... Của em là bánh hỏi thịt quay à? Đây là cái gì đây? Nước sốt gì đấy. Ngon phết. Bây giờ tao hỏi luôn. Giờ nó xong, nó cho vào đây. Mình bỏ lên, mình phải vứt cái đây này. Để chi, để khi mình cuốn rau lại thì nó không có bị vướng. Dạ. Rau lên. Thấm vô chén cháo của bạn lên. Okay. Kề đây là kề gì vậy? Chén cháo đi kèm. Nước chấm bên nước chấm này. Rồi anh xoài. Anh xoài lên. Thế anh nghe quay. Vâng. À, ok, em xin. Em cảm ơn nha. Anh nghe. Vâng, vâng. Nên em đã cứ gấp rời từng miếng một em chấm. Chấm vào cái nước dùng. Ăn đúng cách là bằng khác nhỉ? Mình với người yêu mình vừa mới đi bảo tàng Thiên Văn Học về. Nhưng mà vấn đề là bảo tàng đóng cửa. Bọn mình quên không check ở trên Facebook trước. Là đi cỡ 8 cây ra đến đấy. Đi đèo núi các thứ, mưa rất là to. Ra nơi người ta bảo là không đón khách đến ngày 1 tháng 10. Thế là thôi là hai đứa lại đi về. Thì đây, cho anh em xem thời tiết Quy Nhơn. Mây mưa đang kéo đến luôn. Thế là thôi, bây giờ bọn mình sẽ về regroup, về củng cố lại tinh thần. Mình đang bị buồn quá vì đi nó bị mưa. Sẽ tắm rửa thay đồ xong rồi sẽ đi ăn trưa sau. Còn trước mắt là nghỉ ngơi đã. Đây nãy bọn mình có đi trên đường thấy có cái hàng này bán
sữa trứng muối với sữa sầu riêng. Thế là vào mua thử về uống xem như thế nào. Còn bây giờ thế bọn mình đi là ở cái đằng núi, dãy núi đằng kia thì phải, khúc đấy. Ở dưới chân núi thì mưa nhỏ, nhưng mà lên đến, càng lên đến trên cao thì nó sẽ càng mưa to. Mình không biết tại sao cái bảo tàng nó để ở ngoài cái ngoài núi như này, nhưng mà đúng là nó là cái bảo tàng thiên văn học. Nó có cả cái show buổi tối là để xem cái gì đấy, xem sao, xem trăng gì đấy. Thì mình thấy là để bên ngoài thì nó cũng rất là ok. Thì nó cũng đúng rồi, nó không để trong thành phố được. Đây, view từ chỗ của mình là thấy cả quạt gió, anh em thấy không? Đấy, thấy cả quạt gió luôn, hay vãi. Bên kia là quạt gió trên núi này. Đấy, view cũng khá là ok, nhưng mà trời thì đang mây đen giăng lối rồi. Bây giờ chưa biết tiếp theo sẽ làm gì, nhưng mà hiện giờ đã sẽ nghỉ ngơi một chút đã, xong rồi tính tiếp. Oh no, mưa thật rồi. Bên kia mưa to rồi. Oh shit. Đi biển lần nào đi biển cũng mưa. Mưa như này là cũng mưa to đấy. Nãy còn thấy ở bên ngoài kia một chút, bây giờ là không thấy gì rồi. Mấy phút trước còn đang bây giờ mưa rồi anh em ạ. Quán bốn thu. Một giò chiên mắm, một bát nho nướng, một ốc heo cũng thế. Ừ. Các loại uống á, cho con một ốc heo, một má heo nướng, da giò. Ốc bò cũng được. Hay con ốc bò. Một ốc bò, một má heo nướng, da giò với giò heo, giò chiên mắm biết. Con cắt lại cái đó. Thế cho con thêm một cái lòng xào đi, có cái lòng xào đúng không? Đâu đây, lòng xào với cả có rau giống không nhỉ? Cải xào hơn, cho con một rau cải xào nữa, với cả có đồ uống, có trà đá, cho con một trà xanh. Mì vai đấy ạ. Vâng. Bánh đà đây hình vuông. Bánh đà đây hình vuông. Cái này là cà muối này. Cà muối. Đúng không? Kim chi. Đây mà. Đây là ốc hẹp bóp, ốc bò. Ốc bò đây á? Hay tưởng cà muối. Cà muối, trời. Kim chi này. Đây là nước chấm. Ốc bò hầm thật đấy á. Ui nóng thật. Nóng. Anh tưởng cà muối cơ. Nó sẽ có kiểu đậu phộng ngoài ốc và thứ này. Ở dưới này. Sao trông cái thịt ấy nhỉ?
ở dưới nó hình như là kiểu lòng á. Ờ hả. Em nào lại góc vào đấy. Đây là ốc ở phía dưới này. Đây này. Ăn thử đi nào, xem ngon không. Một món nữa mở ra đây là lòng xào đúng không? Lòng xào, kiểu lòng chiên ấy. Ờ, chiên lòng xào lên. Ốc này rất ngon, mà rất cay. Cái kim chi này cũng ngon này. Kim chi mùi rất là dâm dã luôn. Là hẹn cho mày siêu nhỏ. À hả? Nó không to như loại này mà. So với các món trước thì phần trình bày của món này gọi là 10 điểm nhỉ? Mẹt mụn các thứ. Đây là nguyên một cái má heo. Vãi trưởng luôn. Thơm mãi. Còn một đĩa kim chi nữa, vị kim chi ngon. Béo quá. Local biết, thế nên là giờ này chưa ai đi ăn cả. Local đến mức mà bên này ăn, bên kia đang đổ bê tông mà. Local. Khách du lịch phải biết cơ. Như mình là may mắn là mình xem TikTok đúng không? Ê, cái phần đấy có vẻ là giòn đấy nhỉ? Đây, để ăn lên miếng bánh hỏi này. Và bát. Thịt cho bát, rau cho bát, dưa chuột ăn luôn. Vào đây đi, nước mắm chọc. À. cứu shit nó. Cả miếng luôn. Chẳng có ăn. Cái rau luyện cho bà cá. Ờ, hay có thì là. Mình vừa mới đi ăn xong. Bây giờ chuẩn bị đi eo gió và đi làng chài. Bây giờ nước với cả các thứ nữa. Rồi tí nữa mới đi. Bây giờ đi thẳng sang bên làng chài luôn. 15-20 phút đi đường. Ê, trong này gồng gánh mình. Rồi. Ê, mình phải chọn xe màu đen đỏ luôn cho nó giống TRK ở nhà không? Cho nó đỡ buồn. Bọn mình đang ở Happiness Hotel, ngồi uống cà phê một tí. Kia là lối vào và lên đeo gió. Phải xuống dưới kia để mua vé trước. Chỗ cái nhà vệ sinh kìa. Đấy, xuống đây mua vé trước. Xong rồi mới đi lên để đeo gió. Bây giờ ngồi đây cà phê tí đã. Cà phê chơi tí đã, xong rồi mới đi. Ta 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 ta
đeo gió đây. Trông cũng hay, nhưng mà sẽ không hay bằng khi anh em nhìn thấy mình đang đội mũ. Đi tiếp nào. Muốn đi xuống hay đi lên? À đây này. Đi xuống dưới thử xem nhỉ. Đi xuống hẳn dưới kia chụp kìa. Wow, đủ tầm mắt luôn. Đi tiếp. Úi giời. Nước biển khá là xanh nha, khá là đẹp nha. Đi xuống dưới kia nữa. Dưới kia là mới là ra sát biển hơn này. Xong, có tin rồi. Tại trưa nay anh Sam chơi game suốt cả trưa. Rồi. Yeah. Gì? Em đi tận đâu ấy? Đang ở khu vực của làng chài Nhơn Lý. Đây, phía đằng sau này đây. Rất nhiều thuyền thúng. Thuyền thúng này là ban ngày sẽ đi ra chỗ các thuyền lớn để lấy thuê cá mang về để bán. Thì bây giờ thì không bán nữa rồi, người ta chỉ bán buổi sáng thôi. Bên ngoài kia là có rất nhiều thuyền đánh vắt cá đang gọi là neo đậu kìa. Ở đây rất là mát nhé, nhưng mà mỗi tội là rác dạt vào bờ, rất nhiều rác. Mình vẫn nhớ mình định mua hải sản ở đây để về nấu, nhưng mà ở đây người ta chỉ bán hải sản buổi sáng thôi, bây giờ người ta không bán, thế là chắc là phải tìm phương án khác. Thời tiết có vẻ cũng đang khá là mát, khá là đẹp, không có dấu hiệu của mưa, nên là có thể mọi thứ rất là ok.
mình chuyển lượn ra cho người yêu mình, xong người yêu mình đang suy nghĩ chuyện gì mà đứng một mình nói chuyện mình ấy rồi. Hả? Đây là bãi dạng. Mát phết. Đi biển xong mình với người yêu mình là phải quay về đây để mua tiếp đậu xanh xương xào anh em ạ. Hôm qua uống ngon quá, hôm nay là phải qua đây mua tiếp. Hai đứa đi biển bận hết đây, phải quay về đây mua. Đây là chả giam này, cái là ghẹ đúng không? Ghẹ hấp với chả giam. Ê, chả giam này là tôm đúng không? Hay là... Ừ, chả giam tôm ấy. Wow. Đây là ốc... Ốc gì có? Ốc á? Ốc dừa. Đây là tôm càng đỏ đúng không? Tôm càng đỏ hấp. Anh quan kiểu cờ, anh quan kiểu của em. Tê quá trưởng. Ô 10 em ạ. Ờ, vãi luôn. 21 thì nó bảo đúng không? Có một cơn mưa đang đi vào mà. Shoot. Ờ. Từ từ ạ, để ra Hà Tạo Hóa mua một cái áo mưa đã cho em, chứ không không phải từ em mình đi xa sang bên kia mà nó. Thì em cũng phải có cái áo mưa chứ. À là có cái Vinmark đúng không? Vào đây nhỉ? À, trong đấy em đích thì có. Shit. Go. Ờ. Ok, để vòng lại. Mưa rào luôn rồi. Trời ơi, lên nhà chờ hết mưa rồi đi. Vừa mới ra khỏi nhà xong. Đây bây giờ nó mưa rào rồi này. Thôi đi về đi. Về đi. Đặt đồ về ăn đi. Chứ mưa gió này không muốn đi ngoài đường nữa. Để xem chiều như nào rồi tính tiếp. Vừa ra. Mưa quá lại về anh ạ. Vâng. Vâng. Hai đứa mình không hợp đi biển đâu. Ngày cuối ở Quy Nhơn buồn quá anh em ạ. Nó mưa suốt từ sáng đến giờ, như anh em thấy mình vẫn yêu mình sáng nay định đi ăn sáng, xong cuối cùng là mưa quá và quay về, xong rồi nó mưa đến tận bây giờ. Trời nó cứ thế này thôi, đây nó vẫn đang mưa.
Anh em thấy không? Vẫn đang mưa. Khổ cái là nó không mưa to, nó cứ mưa nhỏ này, tích tách, tí tách cả sáng. Nha, bọn mình về ngủ tiếp một giấc nữa. Bây giờ mới đặt đồ ăn về để ăn. Mong là tối nó hết mưa để đi chơi. Hôm nay đã định là đi đi sang bên Kỳ Co để trèo sắp với cả cắm trại picnic các thứ bên đấy, nhưng mà cùng là mưa quá, thành ra là ở nhà cả ngày. Ở mà nhìn mặt hay ha. Yeah, ngày cuối thì mưa gió nó cũng không đi đâu được. Tiếc quá. Và để xem đồ ăn đồ uống như nào coi. Đêm. Cái này là chả cá cuốn rau răm. Thử xem có gì mà nó hot thế.